Mẹ thương cục dời lắm mà. Bây giờ ở nhà chơi với ba ha. Mẹ đi phát từ thiện nha. Lúc mẹ về nha. Có nhà ha. Có nhà nha. Để ở nhà với cô Ngọc đi. Với chị hai. Mẹ đi phát từ thiện lúc mẹ về nha. Nghe không? Thương lắm. Mẹ đi ra quả mẹ phát từ thiện xong thì mẹ mua cho con cái phao đó liền ha. Ha. Mua cho con cái phao đó liền ha. Thế mà ngày mai đi mẹ chạy cho con bơi với chị hai bơi ha. Rồi, vô chế gì Ngọc ơi. Ngọc ơi, cho Ngọc ăn cơm đi. Nè. Cô chú ơi, cô chú cứu Ngọc đi. Ba mới quýnh Ngọc kìa. Phải không con? Phải không? Con mét cô chú đi, cô chú là hả tới nhà liền luôn á. Xử ba hơi bị đẹp luôn á. Không đẹp mắt nữa thôi luôn á. Chứ đỡ mà ba đang hiên ngang ba bơi hả? Và con mét cô chú đi. Con nói đi, con nói cô chú đi nha. Con nói cô chú đi. Cô chú ủng hộ con kìa. Cô chú xử ba đi nha. Nha. Nói cô chú ơi, ba quýnh con. Con nói đi. Cô chú ba quýnh con.